ta là thần nông thời đại mới, thời 4.0. Ta là thần nông, ta chỉ hành mang kiến thức tới nông dân. Ta là thần nông của thời đại mới, thời 4.0 anh nhé. Công nhận nha, đi với anh cũng là yên tâm hết sức luôn á. Đâu có đâu, ba cùng thấy là đi với cô trợ lý với lại yên tâm đó. Anh ba cùng nói vậy chứ chỉ có anh ba cùng á mới có thể có mặt khắp nơi, mình gần gũi với bà con được, còn trợ lý đi với thằng nông khi thì đến vùng này khi đến vùng kia. Nói thẳng ra thì đi mà không hết nhà này hết nhà kia thì mình cảm thấy áy náy làm sao á. Cái nhiệm vụ của ba cùng á là phải hỗ trợ hết mình cho nhà nông. Đúng rồi, mà đáp lại cái điều đó là bà con mình hết sức là chân tình ha. Thương bộ ba thằng nông của mình ghê luôn á. Ngày hôm nay á, trợ lý sẽ muốn giới thiệu với bà con một cái nội dung hết sức là quan trọng nè. Phải nhờ có anh ba cùng hỗ trợ đây. Tức là mình phải làm sao cho lúa vô gạo nhanh nè, mà hạt vàng sáng chắc để cho mình bán cho thương lái được giá cao. Bây giờ ha, trợ lý có ý này. Anh ba cùng dẫn trợ lý đi đến cái ruộng nào mà lúa đang vô cái giai đoạn đồng trổ á, để mình hướng dẫn cho bà con. Có liền. Ở đâu? Ở nhà dì Sáu. Nhà dì Sáu. Đi đi, đi đi. Là thần nông của thời đại mới, thời 4.0. Trời ơi, đã thiệt á, nó tròn mũng lưỡng à. Ôi. Ê, gì vậy? Ai vậy? Anh. Làm gì sau lưng tôi á? Anh bắt con chuột công nhum. Lãng, công nhum ở đâu chui vô ruộng lúa gì ba? Có, anh thấy mẹ của nó. Đó, có mẹ là có con liền. Đâu, đây nè, mẹ nó nè. Đây nè, anh dở nó cho. Trời, tụi đá không vậy? Cái đùa của má mày đó hả? Ôi trời, tụi chụp con dung không à. Má lũng mà nhìn nè. Vậy tụi cái bông lúa mình nó nặng trĩu. Đó. Mà cái hộp nó mập nó tròn, thấy cưng quá nha. Tao nói nhờ hồng phước của tôi, cho nên lúa nó giống chủ. Chứ lúa mà nó giống ông á là coi như là lem lép hạt rồi. Có nước rồi tôi hát cái bài kiếp sầu luôn á. Cái gì mà kiếp sầu? Tao nói có bài kiếp nghèo chứ làm gì có bài kiếp sầu. Mình nghe anh hát bài kiếp nghèo nè. Đường về đêm nay tối thui, ngập ngừng em không thấy tôi, em đụng tôi em nói tôi đuôi. Ông mà dạo này cũng mát giống Tư Hò rồi đó nghe. Tư Hò và anh Thành đi theo nó ca luôn nè. Với lại anh phân tích thì mình nghe nè. Tích gì? Người nghèo chưa chắc họ sầu, mà cái sầu nó không từ bất cứ ai, nó có thể đến với người giàu vẫn có sầu trong đó. À, cái đó là nói người giàu cũng khóc. Ừ. Khác nghe ha. Sống trên đời này, trời mới nhắc nó, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho. Công nhận chú tôi nó ca giống đàm vĩnh hứng ghê. Nó bẻ giống mà nó ra ra mơ chút quá. Thôi làm ơn xuống giùm cái đi, không có hơi. Hơi cao. Hát hộp không à. Xuống ruộng chơi. Thôi vậy à, không có ủng xuống đó xình lầy ướt đôi chân của tôi. À. Ê Sáu. Gì? Sao nhà này để mập quá vậy? Phù thủng à, ê. Bệnh á. Trời. Chú Tư, chú đừng cái chú vô duyên nghe. Thì đó, bây giờ chưa có vợ là hiểu rồi. Không có, em nhắc nhở anh chị mà. Chú để... làm như chú ốm lắm ha. Thì cũng mập nhưng mà không bằng bên đó. Ôi mà sao kêu em mà hẹn em đi lên trên họ hỏi người nông dân rồi giờ không chịu đi. Phải không? Phải lên hỏi người nông dân không? Hả? Hay là đi nhậu? Ê, tôi nghi à, lắm nghe. Không có nhậu. Anh Sáu anh rủ em lên hỏi nông dân gặp anh ba cùng. Đó. Thôi, làm ơn giùm cái đi. Bây giờ lo ruộng lúa kìa. Làm sao mà có năng suất cao rồi lúa nó no tròn rồi thương lái mua giá cao rồi tôi mừng rồi. Khỏi đi đâu hết. Em chỉ cần hò hai câu thôi. Để chỉ cho em đi liền. Hò hai câu không? Chỉ biết cái tài của em mà. Dễ như giống như là kêu đồ nhậu vậy. Dạ. Hơn. Ê, rồi hò đi. Ê, báo trước sở nha. Sở trường. Hò hay là không cho đi nha, hò dở mới cho đi nha. Trời ơi, dở là sở trường luôn. Hò đi. Dở là sở trường. Rồi. Hò đang hay được, bớt được. Trời ơi. Đang hay đó. Bớt lại sở trường. Rồi tiếp theo nè. Hôm nay Sáu rủ Tư đi lên trên hồi nông dân gặp anh ba cùng. Cái này không phải nó dở mà nó vô duyên. Tại vì nó không vô được nhạc. Vậy là tao đi rồi, tao đi rồi. À mà đây nè, nhớ nha. Đi về sớm sớm nghe không? Nhưng mà ở nhà cũng nhớ làm đồ đàng hoàng rồi về nhớ nấu cơm nước đàng hoàng nha. Nè đừng có ghé quán nhậu nha, tôi lo lắm đó nghe. Ủa, má lụng với chú Tư. Chồng em đây nè. Em dẫn đâu đây vậy? Thì tôi dẫn đó. Nó rủ không đi, nó phải có trách nhiệm chứ. Đúng hiểu rồi, không? Dẫn em có trách nhiệm dẫn lại anh.
sao giống hai người vợ chồng nghe không tôi? Trời ơi, ông này cũng khùng ghê đó, đi đi. Nói gì đâu mà. Nói bậy nữa bà. Cái chén mít nước nữa này là của tôi nha. Trời, em có bao giờ em thèm ăn mỡ đâu. Nói bậy nữa bà không à. À đây đây. Chén mít nước nữa là của anh mà. Dặn giống như dặn của em á. Là thần nông của thời đại mới, thời bom chấm. Anh mà cùng nhìn coi. Lúa đây ha, tươi tốt quá, xanh mướt luôn. Mà để ý, hạt lúa nào cũng mập mạp mũm mĩm hết trơn. Trời ơi. Ai nói tôi mập vậy? Hả? Ủa? Ủa? Con trợ lý. À, chú Ba Cùng. Thì sao? Trời ơi, sao nói tôi mập vậy? Không. Từ hò nó mới chê tôi rồi, giờ cô chê tôi mập nữa. Đâu có. Dạ đâu có nói gì sao mập đâu. Tôi mới nghe nói gì mập no tròn. Không có, đang nói là cái hạt lúa của ruộng nhà dì Sáu nè. Mập mập mũm mĩm là lúa. Ta nói cái ruộng này không phải của tôi. Ủa? Của anh Chính. Mà công nhận nó cũng đẹp dễ sợ luôn á. Ruộng của tôi bên này nè. À, bên này là của dì Sáu. Dạ. Ôi, cũng đẹp luôn, cũng tươi tốt luôn, cũng mập mập mũm mĩm luôn. Nói nào ngay chứ cũng lo lắm cô ơi. Lo lúa không có vô gạo đều, rồi lo thời tiết á, làm nó ngã đổ. Ta nói làm nông mà cứ lo hoài vậy đó. Đúng rồi đó dì Sáu ơi. Trong cái giai đoạn mà lúa đồng trổ á, là mình phải quan tâm đến thời tiết dữ lắm. Dạ. Bởi vì nếu như mà thời tiết không thuận lợi á, như là mưa nhiều nè ha, rồi sương mù hay là lạnh á, thì dễ bộc phát sâu bệnh lắm. Đó, bởi vậy mới lo. Dì Sáu bớt lo đi, đã có tụi con lo rồi. Trời ơi, mai là tôi lo mà tôi còn mập ú vậy đó. Tôi mà không lo chắc có nước tôi lăn luôn quá. Gì vậy? Tròn quá. Mập, béo, thèm. Nhìn thèm quá. Ôi trời ơi, ai vậy? Tôi với ai? Thằng Nông. Trời ơi, tôi nghe mập béo tròn rồi tôi bị dị ứng rồi à. Sao dị ứng? Dạ đó. Tưởng là nói gì sao đó. Đâu có, đang khen hạt lúa. Nhưng mà cái ruộng này không phải ruộng con. Ủa? Ruộng của anh Chính. Của ông Chính cũng mừng cho ông Chính luôn. Dạ. Còn anh Sáu đâu? Bên này, của Sáu bên này. Đây hả? Dạ. Sao sao thần? Từ 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 ra nghiên cứu. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Chuẩn bị be bồ chứa lúa đi. Mùa này là Sáu hố. Hay quá. Nhưng mà dì Sáu ơi, dì Sáu nhớ nha, ở cái giai đoạn này á, mà mình muốn vô gạo nhanh nè, tới cậy và hạt vàng sáng chắc á, dạ, thì mình phải chủ động ngăn ngừa các bệnh. Mà những cái bệnh quan trọng đó là lúa vàng lá chín sớm, đốm vằn và lem lép hạt. Dạ cô trợ lý nói đúng đó dì Sáu. Nó chính xác hơn, để phòng ngừa những cái bệnh quan trọng như vậy á, chúng ta nên phun ngừa giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt bằng thuốc đặc trị Amistatop. Dì Sáu biết không, Amistatop giúp ngăn ngừa bệnh mà còn kéo dài tuổi thọ cho bộ lá đồng. Dạ. Nghĩa là ba cái lá trên cùng á luôn giữ được màu xanh cho đến khi mình thu hoạch nè, năng suất và chất lượng cao vượt trội luôn. Dạ cảm ơn cô. Vậy chứ bây giờ mình muốn cái hạt lúa nó no tròn bóng mẩy mình phải làm sao chú? Dạ, khi lúa trổ đều rồi đó, chúng ta lại tiếp tục phun thêm thuốc tiêm súp be. Dạ. Cho hạt lúa vàng sáng chắc, hạt no tròn bóng mẩy. Đó, nói hết cái ý của tôi như vậy là tôi mừng lắm rồi. Nhưng cái này mới quan trọng, đừng chủ quan nha. Dạ. Nó nắm bệnh với lại vi khuẩn gây bệnh trong lúc này nè. Đúng. Đó, Sáu hãy thăm thường xuyên nghe Sáu. Dạ. Và những cái gì mà bà con chưa có nắm nữa, dạ, chưa có hiểu hết thì trợ lý hãy phổ biến cho bà con luôn đi. Dạ, đó là nhiệm vụ của em. Làm đi. Bà con ơi, để có hạt vàng sáng chắc trong giai đoạn đồng trổ, bà con cần lưu ý những điểm sau. Một, trong giai đoạn trổ xẹt, phun thuốc đặc trị các bệnh quan trọng là vàng lá chín sớm, đốm vằn, lem lép hạt bằng Amistatop để giữ xanh ba lá trên cùng. Hai, trong giai đoạn trổ đều, phun tiên súpe để có hạt vàng sáng chắc, hạt no không lép. Cắt. Đủ rồi. Kính thưa bà con, thời gian đã hết. Bộ ba, thần nông và dì Sáu tạm biệt bà con ở đây. Hẹn số sau mình gặp lại nhé. Tạm biệt. Chúng tôi luôn mong ước cho con cái nên người, vươn tới những thành công. Chính vì vậy, chúng tôi làm hết mình để có những vụ mùa bội thu. Và chúng tôi tự hào làm được điều mình muốn, cho hạnh phúc ngập tràn và tương lai tươi sáng. Vì chúng tôi luôn có tiên súc pe, be bồ chứa lúa, xứng danh hàng hiệu. Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình này.